Vào vòng 16 đội, Futsal Việt Nam gặp lại tảng đá lớn Nga lúc 21 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9. 5 năm trước, Futsal Việt Nam từng thua 0-7, nhưng lần này Nga sẽ không dễ bắt nạt thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang. Cũng tại vòng 16 đội, 5 năm trước tại World Cup 2016, Futsal Việt Nam thua trắng Nga 0-7. Cuộc tái đấu lần này, Nga được đánh giá mạnh hơn với mục tiêu vô địch, nhưng chắc chắn đối thủ cũ sẽ không còn là một đội bóng chịu trận để Nga áp đảo. Tư thế vào vòng 16 đội của Việt Nam lần này cũng khác hẳn khi đạt được 4 điểm với một trận thắng, một trận hòa và một trận thua ở vòng bảng, trong đó có trận hòa ấn tượng với Cộng hòa Séc 1-1 trong thế dẫn trước. Đội tuyển Futsal Việt Nam tối nay 22 tháng 9 sẽ không có sự phục vụ của Đức Tùng vì chấn thương nặng ở trận hòa với Séc, nhưng bù lại, đội trưởng Văn Vũ sẽ trở lại sau án treo giò. Nga chắc chắn sẽ phải dè chừng Việt Nam qua 3 trận vòng bảng đã ghi 5 bàn thắng, trong đó hai đối thủ mạnh Brazil và Séc đều bị thủng lưới. Một con số có phần lạc quan và cải thiện qua từng trận so với hồi hạn bàn thắng ở hai trận play-off với Liban giành vé dự World Cup. Với Nga, qua 3 trận tại bảng B đều giành chiến thắng, ghi được 17 bàn để thủng lưới 3 lần và trận nào họ cũng trên cơ làm chủ thế trận. Có chi tiết đáng chú ý, vũ khí bí mật của Nga là hai chân sút Brazil nhập tịch Lima và Dos Santos ra sân với thời lượng rất thấp ở vòng bảng vì giết gà chưa cần dao mổ trâu. Nga còn là đội có đến 3 cầu thủ đang nằm trong nhóm vua dội bom của giải là Nizarov, Chiskala và Aramov, mỗi người có 3 bàn thắng. Gặp lại đối thủ cũ quá mạnh, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã có những thay đổi lớn sau 5 năm. Họ đã đạt được mục tiêu vào vòng 16 đội nên tâm lý thi đấu sẽ rất thoải mái. Những cầu thủ 5 năm trước từng chạm trán với Nga trong trận thua 0-7, nay còn Minh Trí, Đức Hòa, Văn Vũ chính là những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm nhất đội. Nét mới trong trận tái đấu là huấn luyện viên Phạm Minh Giang rất hiểu các học trò và thêm những chân sút trẻ, nhưng lần đầu dự World Cup đã cho thấy sự tự tin hiếm thấy. Có thể thấy qua bàn quyết định trong chiến thắng 3-2 trước Panama của Nguyễn Văn Hiếu, có pha cướp bóng rồi solo qua hai cầu thủ và qua cả thủ môn để ghi bàn. Bên cạnh đó là những cầu thủ trẻ khác như Khổng Đình Hùng, Đắc Huy, Quốc Nam và đặc biệt là thủ môn Hồ Văn Ý. Dù gặp đối thủ rất mạnh nhưng có thể đặt niềm tin vào các tuyển thủ Việt Nam đã và đang để lại những ấn tượng đậm ở vòng bảng bởi lối chơi quả cảm, phòng ngự kín kẽ, kỷ luật và những pha phản công thần tốc. Trả lời báo chí, huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho biết, toàn đội đã xem lại các trận đấu của Nga tại vòng bảng, không còn nghi ngờ gì nữa, họ là ứng viên vô địch. Chúng tôi phân tích thế mạnh và điểm yếu của họ để đối phó và khai thác khi đối thủ hở sườn. Thực tế phải nhìn nhận qua vòng bảng, các đối thủ như Ai Cập, Uzbekistan chưa đủ để khiến đội tuyển Nga bộc lộ điểm yếu, dù họ cũng chưa bộc lộ hết sức mạnh của mình mà chỉ đấu cầm chừng để tính đường dài vào đến trận chung kết. Hy vọng sẽ là một thế trận xem được và những pha phản công chớp nhoáng của các tuyển thủ Việt Nam sẽ làm đội tuyển Nga có những khoảnh khắc giật mình. Khó có một chiến thắng trước đối thủ quá mạnh nhưng vẫn hy vọng các tuyển thủ Việt Nam biết chọc thủng lưới đội Nga và không để thua với tỷ số đậm như 5 năm trước. Biết đâu trong một buổi tối sung sức và xuất thần, những Văn Hiếu, Đắc Huy sẽ có bàn thắng vào lưới Nga.